Chắc hẳn mỗi người đều có khí chất riêng và có tài năng riêng mà ông trời phú cho. Không chỉ riêng nói về người nữ, về sắc đẹp, mà nhiều người rất thành đạt và thành công trong cuộc sống bên cạnh một sắc đẹp trời cho. Một mỹ nữ Vũng Tàu Ngọc Duyên, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Duyên, sinh vào năm 1993, sở hữu chiều cao là 1m74, cùng với thể hình thon gọn. Cô khao khát chinh phục các cuộc thi nhan sắc kể từ năm 18 tuổi. Ngọc Duyên sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá là khó khăn. Để nuôi sống gia đình, cô phải dậy từ sáng sớm để mưu sinh, chật vật kiếm tiền từ việc bán vé số. Cuộc sống nghèo khổ của gia đình Ngọc Duyên cứ thế trôi qua, nhờ những đồng tiền ít ỏi của người cha. Chính vì thế, kể từ năm 18 tuổi, Ngọc Duyên đã nuôi dưỡng cho mình một giấc mơ đổi đời nhờ các cuộc thi nhan sắc. Cô từng dự thi người đẹp phụ nữ thời đại năm 2012 và vào đến top 5. Cùng trong năm này, Duyên dự thi Hoa hậu Việt Nam và sớm dừng chân ở bán kết. Đến năm 2016, Ngọc Duyên đã làm hồ sơ xin phép Cục Nghệ thuật biểu diễn và được cấp phép để tham gia cuộc thi Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu, và đã may mắn giành ngôi vị cao nhất. Cũng từ đó, cuộc đời của Ngọc Duyên bước sang một trang mới. Vương miện của cuộc thi đã mang đến cho Ngọc Duyên rất nhiều thứ, từ vinh quang, tiền bạc cho đến sự nổi tiếng. Nhưng không lựa chọn dấn thân vào showbiz ồn ào xô bồ, người đẹp sinh năm 1993 đã sớm chọn lên xa hoa với một đại gia Hà Thành hơn mình đến 18 tuổi, là một chủ tịch một tập đoàn lớn. Lễ cưới của Ngọc Duyên cùng ông xã diễn ra tại một khách sạn sang trọng bậc nhất ở Sài Gòn. Sau khi kết hôn, Ngọc Duyên nhanh chóng mang bầu, hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở Sài Gòn vào ngày 29 tháng 4. Và từ đó cho đến nay, toàn tâm toàn ý cho việc chăm con chăm chồng. Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu chứng minh là cô là hình mẫu vợ hiền mẹ đảm mà đàn ông nào cũng mong mỏi. Đầu năm 2017, người đẹp chia sẻ việc đã tự sắm nhà, xe hơi riêng. Khi góp mặt trong các sự kiện giải trí, cô luôn chú trọng đến phong cách thời trang của bản thân và thường xuyên trưng diện những bộ trang phục kèm phụ kiện hàng hiệu khá là đắt đỏ. Một trong những món đồ hiệu mà Ngọc Duyên thích nhất đó chính là túi xách. Người đẹp sở hữu bộ sưu tập túi xách đắt đỏ của các hãng nổi tiếng. Không chỉ sở hữu bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ, Ngọc Duyên còn được chú ý bởi gu thời trang tinh tế, sở hữu vóc dáng chuẩn nên việc phối hợp quần áo với Ngọc Duyên khá là đơn giản. Cô nàng luôn biết cách tôn lên dáng vóc và lựa chọn các bộ trang phục phù hợp với các sự kiện. Bên cạnh những bộ đồ hiệu đắt đỏ, người đẹp còn thể hiện sự thông minh khi khéo léo kết hợp với các phụ kiện sang chảnh làm tôn lên giá trị của trang phục. Ngọc Duyên đã từng gây chú ý khi khoe nhẫn kim cương giá trị tiền tỷ. Không chỉ khiến cho nhiều người ghen tị bởi kho đồ hiệu sang chảnh, Ngọc Duyên còn thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Kết hợp công việc, Ngọc Duyên từng đến khá nhiều nơi như Hàn Quốc, Hồng Kông, Pháp, Anh, Ý, vân vân. Cuối tháng 5 2017, Ngọc Duyên gây xôn xao dư luận khi đi dự sự kiện bằng siêu xe sang Rolls Royce Phantom có giá trị ước tính lên tới 70 tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên sau đó, người đẹp chia sẻ chiếc xe của cô đi là xe của bạn trai hơn cô 18 tuổi và hiện đang là doanh nhân giàu có. Ngọc Duyên cũng thừa nhận hàng hiệu của cô chủ yếu là do bạn trai tặng, còn số ít là tự mua. Ngọc Duyên về quê chồng để đón Tết, cô diện trang phục giản dị, rửa xe 70 tỷ đồng cho chồng. Khác hẳn hình ảnh thường thấy trước đây, Ngọc Duyên ăn mặc giản dị, đi dép xỏ ngón, làm việc nhà đảm đang. Dù gia đình có điều kiện nhưng cô tỏ ra là con dâu chăm chỉ, dù ông xã hết mực cưng chiều. Xe này là của bạn trai cô khi đó, chồng hiện tại, một doanh nhân tập đoàn bất động sản. Ngọc Duyên cho biết người yêu chiều chuộng cô hết mực. Anh mua xe tiền tỷ cho cô đi dự sự kiện và nhiều đồ hiệu trong thời gian tìm hiểu. Mỗi lần xuất hiện, Ngọc Duyên đều gây chú ý khi diện hàng hiệu, dùng phụ kiện đắt đỏ của mình. Là một cô gái Việt sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tài năng, em gái của ca sĩ Cẩm Ly sống hạnh phúc bên chồng tỷ phú gốc Việt. Cuộc sống ở nhà lâu đài, di chuyển bằng chuyên cơ riêng. Tin vào giới nghệ sĩ showbiz Việt có ba chị em đều là ca sĩ nổi tiếng. Đó là ca sĩ Cẩm Ly, là chị lớn nhất trong gia đình. Kế đến đó là cô ca sĩ Hà Phương và cô em út đó là cô ca sĩ Minh Tuyết. Khi trưởng thành mỗi người có ngã riêng của mình, Cẩm Ly hoạt động chính ở trong nước, Minh Tuyết thì sang hải ngoại, còn Hà Phương thì sau khi lấy chồng thì kín tiếng hơn nữa. Mới đây Hà Phương đã ra mắt cuốn tiểu thuyết chứa đựng nhiều chi tiết chưa từng tiết lộ về cuộc đời cô, mang tên là Finding Julia, đi tìm Julia. Khi nhắc đến đời tư của Hà Phương, không thể không nhắc tới chồng của cô là tỷ phú Chính Chu. Theo The Richest thì Chính Chu hiện tại đang nắm trong tay là 1,1 tỷ đô la Mỹ, tức là khoảng 25.000 tỷ đồng Việt Nam. Từ năm 2007, vợ chồng của Hà Phương đã làm chủ sở hữu một trong 10 chuỗi khách sạn xa hoa nhất ở thế giới, mang tên là Hilton, với những khu nghỉ dưỡng trong mơ. Beverly Hilton, Hilton Athens, Hilton San Francisco, Hilton New York, vân vân. Cũng trong năm này, vợ chồng tỷ phú Hà Phương Chính Chu làm cho báo chí Mỹ xôn xao khi chi 33,5 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 761 tỷ đồng Việt Nam, để mua lại toàn bộ tầng 89 và một nửa tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower. Căn penthouse rộng gần là 1.400 m² này gồm có 34 phòng, trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Toàn bộ mặt ngoài của tòa nhà có kết cấu trụ đồng và kính thủy tinh màu. Chỉ tiếc là Chính Chu vì không đạt được thỏa thuận nên đã không mua nốt nửa còn lại của tầng 90. Trốn đi về chính của vợ chồng Hà Phương đó là biệt thự được ví như là lâu đài hoành tráng. Phía trước là sân rộng, hàng chục chiếc xe xế hộp đỗ tại đây vẫn thừa vô vàn không gian. Những siêu xe trước biệt thự nhà Hà Phương khiến cho công chúng trầm trồ. Ở bên trong căn biệt thự thiết kế theo phong cách của hoàng gia, nội thất thì lại rất sang trọng, xa hoa cũng như là mang nét cổ kính. Ca sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng có dịp sang thăm nơi ở của Hà Phương cũng đã khoe ảnh chụp với căn hộ penthouse trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ. Kể từ khi lấy Chính Chu, cuộc sống của Hà Phương như bước sang một trang sử mới, và vì di chuyển thường xuyên nên vợ chồng của Hà Phương đã sắm hẳn một chiếc phi cơ riêng cho mình. Hà Phương tham gia lễ trao giải Muse Award của tổ chức Women in Fame tại New York với chiếc nhẫn có giá trị lên đến 1 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 22 tỷ đồng Việt Nam. Chiếc nhẫn này chỉ có một cặp duy nhất ở trên thế giới và chồng của Hà Phương đã đặt riêng để tặng cho cô ấy. Mỗi lần dự sự kiện thì Hà Phương lại gây choáng bởi trang phục, trang sức đắt giá. Cô đeo bộ trang sức ngọc trai có giá lên đến 1,2 tỷ đồng, kết hợp đồng hồ với Chanel và giày Fendi. Cô cũng sắm cả trực thăng để mà phục vụ cho du ngoạn và thưởng cảnh. Hà Phương cùng chồng đi trên cờ riêng của mình. Những hình ảnh đó của cặp vợ chồng này khiến cho ai cũng phải trầm trồ về sự giàu có và sự hạnh phúc gần gũi của họ. Lấy một người chồng là đại gia với số tài sản kếch xù, nhưng Hà Phương chưa bao giờ có cảm giác bị lép vế hay áp lực trong cuộc sống gia đình. Bởi ngoài việc chăm sóc gia đình, Hà Phương cũng thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực khác như là đóng phim, kinh doanh. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện đình đám của quốc tế như là New York Fashion Week. Hà Phương cũng rất thân thiết với các nghệ sĩ Hollywood như là Angelina Jolie, Richard Gere. Ở tại showbiz Việt thì cô cũng có quan hệ với các ngôi sao hạng A ở đình đám. Sở hữu tài sản kếch xù, Hà Phương là một người phụ nữ có tấm lòng nhân ái và thường giúp đỡ người nghèo, như là hỗ trợ phụ nữ khó khăn có cơ hội sản xuất phim. Trong vài lần về Việt Nam, cô cũng đã đưa hai con gái cùng đi sự kiện và làm từ thiện. Một người đàn ông ở San Francisco bị bắt mới đây sau khi các điều tra viên thuộc cơ quan lộ vận tiểu bang California, viết tắt là DMV, đã khám phá ra rằng ông này lập hơn 34 hồ sơ giả để lấy các thẻ đậu xe ở nơi dành riêng cho người mất năng lực. Ông Montel Lê, 35 tuổi, bị truy tố 6 tội danh hình sự liên quan tới các hành vi buôn bán trái phép thẻ đậu xe dành cho người mất năng lực. Mỗi thẻ ông này bán ra có thể trị giá tới 1.000 USD. Ông Lê có thể bị tới 4 năm tù ở và một số tiền phạt từ 1.000 USD cho tới 10.000 USD dành riêng cho mỗi trường hợp vi phạm. Ông Lê được thả ra vào ngày 2 tháng 6 sau khi đóng số tiền thế chân là 80.000 USD, theo bản tin của tờ San Diego Union Tribune. Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy là ông Lee có một số thẻ đậu xe này và lấy địa chỉ là nhà của ông ta. Phần lớn các thẻ này được cấp cho những người có tên khác nhau. Theo lời của ông Calvin Wu, một giới chức điều tra của DMV, cho hay là trong bản thông cáo gửi tới báo chí, chúng tôi xác nhận được là chữ ký của bác sĩ trên các đơn này là giả mạo và đây là một tội hình sự. Trường hợp của ông Lê liên quan đến một người khác ở San Francisco, đó là Jesse Morrell. Morrell bị truy tố hồi tháng 7 năm 2014 với 24 tội danh là gian lận thẻ đậu xe dành cho người mất năng lực. Morrell cho hay là bà ta mua lại các thẻ này từ ông Lee. Morrell cho hay là bà ta mua lại các thẻ này từ ông Lê, theo DMV. Cả hai trường hợp này được phát giác nhờ vào một cuộc điều tra của DMV nhắm vào việc phát giác các trường hợp gian lận khi nộp đơn xin thẻ cho phép đậu những nơi dành riêng cho người mất năng lực, gần nơi ra vào các cửa tiệm, chợ cũng như mọi cơ quan, dù là công hay là tư. Kể từ tháng 2 năm 2014 tới nay, các điều tra viên của DMV mở ra 176 cuộc điều tra, trong đó có 50 trường hợp bị truy tố tội hình sự, có 36 nghi can bị truy tố và 8 nghi can bị bắt giữ. Có 91 hồ sơ bị phát giác là giả mạo chữ ký của bác sĩ và 94 thẻ đậu xe bị thu hồi. Bản tin của tờ Union Tribune cho hay, các điều tra viên DMV đưa ra 135 giấy phạt trong 16 chiến dịch kiểm soát sử dụng thẻ đậu xe này trên toàn tiểu bang trong tháng 5 vừa qua. Có hơn 1/3 giấy phạt là ở vùng Los Angeles và 4 ở El Cajon thuộc San Diego County. Người vi phạm bị phạt tiền từ 250 USD cho tới 1.000 USD và phải ra trước tòa, cũng theo Union Tribune. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.